Xin kính mời ông Mã Minh Giang và ông Mã Văn Kỳ lên đây trao quà và giấy nhận cho ban phụ 90 tuổi. Vâng, đề nghị hai ông đứng ngay bên cạnh đứng ngay bên cạnh ạ. Vâng, đề nghị chúng ta nổ một tràng vỗ tay chúc mừng ban phụ. Bà gì đây à, bà ơi? Bà ơi, nhìn con này bà ơi, bà ơi. Bà nhìn mình rồi. Rồi nha. Nhìn con này, các bác ơi. Rồi nha. Rồi, anh nhà nào. Đây, nhìn đây nha. Ông ơi, nhìn con này. Rồi, rồi, nha, chú này. À, bây giờ xin mời con cháu lên tặng hoa. Nhanh nhá, vâng. Để các cụ sau lên. Đây, đề nghị con cháu, các cụ, 90 tuổi lên tặng hoa các cụ và chụp ảnh. Xin được. Nhanh, các ra. Rồi. Ai có nhu cầu chụp ảnh thì cần nhanh một cái nhé để cùng các cụ sau nha. Sau cùng nếu như gia đình nào có nhu cầu chụp ảnh thì đây sau cùng nhá. Bây giờ thì tập trung một chút sau chụp riêng xong nhá. Tại vì thời gian đã qua. Vâng. Và phía tiểu khu thì cũng có một chút quà để xin cho các cụ. Và chờ tổ dân phố trần phố có một chút quà đại diện cho tổ dân phố. Bà An sẽ có một chút quà. Và nếu mà chụp riêng để thì chụp riêng để sau nhá. Còn tập trung thì đẩy các cháu nhanh rồi ạ. Gia đình thì chụp sau, gia đình thì chụp riêng sau nhá. Đây con cháu của chính cụ 3 tuổi 90 tuổi sẽ chụp chung để lấy hôn với mình. Vâng. Bà đứng đây ạ. Đây, mời các cụ nhìn đây nhá. Chụp lại. Wow, nhìn đây. Mời các cụ nhìn đây, nhìn hướng đây ạ. Nhìn đây. Rồi, rồi nhá. Ông ơi, nhìn đây, nhìn đây. Rồi các cụ 90 tuổi thì con cháu cũng cho các cháu cứ để cũng tăng để các cụ ngồi tiếp để chương trình vẫn còn dài. Được rồi. Anh nha, cô ơi con chụp lại. Được rồi. Vâng, xin kính mời các con các cháu xuống ạ. Các cụ ngồi đi, các cụ cũng ngồi ạ. Vâng, các cụ cũng ngồi đấy ạ. Các cụ vẫn ngồi đấy ạ. Vâng, bỏ qua nhau một cái đi. À, cụ Tảo là 70 ạ, xin mời ạ. Vâng. Cụ Ngô Thị Cứu và ông cụ Ba Hồng, sinh năm 50. Vâng, năm cụ, năm cụ. À, thôi đây, các cụ nếu các cụ đứng lên thì đứng lên cho đẹp ạ. Vâng, xong rồi ạ, rồi đây các cụ. Đứng lên cho đẹp ạ. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng. Vâng, bà Nguyễn Thị An và ông Mai Văn Thìn. Ông Mai Văn Thìn, Bí thư chi bộ, bà Nguyễn Thị An là trưởng ban công tác mặt trận sẽ lên tặng quà và giấy chứng nhận cho các cụ 75 và 70 tuổi. Bà đi lên đâu ạ? Bà đi lên lên quốc lộ cái đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, và ví dụ của khu về tổ dân phố cũng có một chút quà để chỉ cho các cụ. Đề nghị bà An và ông Thìn đến chụp ảnh lưu niệm cùng các cụ. Các cụ ơi, nhìn con ạ, à, các cụ nhìn đây ạ. Có. Vâng ạ. Đề nghị con cháu đi tặng hoa cho các cụ được mừng thọ ngày hôm nay 75, xin mời. Các cụ đứng lên sau tí để con cháu lên tặng hoa cho dòng một chút. Vâng. Ngồi sau một chút. Các cụ sẽ tụ riêng với gia đình đến sau nha, sau buổi hôm nay. Đây, con cháu hôm qua các cụ. À, đây con cháu lên chụp ảnh chung tập thể nha. Con cháu lên nha. À, từ riêng thì sau nha. Con có thời gian. Đây chúng ta gửi lời chào đến ba chúc mừng các cô ạ. Xong chưa? Chương trình này vẫn tiếp tục ạ. Vâng, các cụ 90 tuổi này, con cháu lên đội cái ạ. Vâng, 90 tuổi.